vòng này thì các cô vợ của chúng ta sẽ kể lại cái kỷ niệm lần đầu gặp mặt người chồng của mình, xem là cái lần đầu đấy nó ấn tượng như thế nào. Mời cô vợ đầu tiên, anh mời Phương. Dạ, lần đầu em với anh Long gặp nhau là ở trong tiệm nét à. Hai đứa em kiểu giành máy với nhau á anh. Cái cãi lộn, cái xong rồi ghét nhau luôn. Người ta nói chọc là ghét của nào, chờ cha của đó gì đó. Anh chơi mảng game khác, em chơi mảng game khác. Ai thua chính sao hai đứa chơi chung với nhau. Anh Lâm sao, anh đàn ông mà anh lại đi tranh với phụ nữ vậy anh? Thì thực ra thì cũng mê game nhưng mà không có máy nhưng mà phải giành. Đơn giản vậy thôi. Mình tới đúng là để chơi game mà đúng không? Nhưng mà sau cái lần mà tranh máy đấy thì những cái ngày tiếp theo thì cái chuyện tình yêu nó tiến tới như thế nào vậy Phương? Dạ, ảnh dụ em anh. Game của ảnh nó cần phải có nạp tiền để chơi á. Cái ảnh nói là bây giờ đang kẹt quá, không có nạp được á, kêu em nạp cho ảnh. Cái xong rồi ảnh thiếu nợ em. Cái ảnh nói là hôm bây giờ ảnh thiếu nợ em vậy, anh sẽ trả cho em bằng chầu trà sữa. Đó là ảnh chở em đi uống trà sữa. Mà đợt đó cái ly trà sữa chỉ có 18 ngàn à. Mà trong khi là ảnh nợ em tới 20 ngàn lận. Tại vì thiếu cũng thiếu em 2 ngàn mà anh đâu có đòi được đâu. Đến bây giờ luôn á anh. À, là cố tình gài á hả? Anh Phúc, anh thấy sao về cái chiêu tán gái này của anh Lâm anh Phúc? Hay nhờ, chiêu này hay đấy. Gà lại 2.000 để dính tới giờ luôn đó ha, hay quá. Bây giờ thì chúng ta cùng tới với lại người vợ thứ hai. Anh mời Mai. Dạ, câu chuyện lần đầu của em với lại anh Lâm thì là em gặp ảnh trong lúc mà ảnh đi quay phim. Em thì thuộc dạng người là ăn ít, nên là trưa ngày hôm đó em ăn cơm, xong rồi còn nửa hộp cơm thì em không ăn hết. Thì em có hỏi là anh có ăn thêm không, em đưa hộp cơm, nửa hộp cơm cho ảnh. Không biết sao chắc hai đứa cũng để ý nhau kiểu vậy. Xong rồi ảnh, nhà ảnh thì ở quận 3, em thì ở quận Đức. Ảnh mới nói với em là nhà ảnh nó gần nhà em. Nhưng mà lúc đó em đâu biết ảnh ở quận 3 đâu. Ảnh kiếm lý do để ảnh kẹp em về xong rồi em đi ăn bánh xèo. Sau này có câu chuyện tiếp diễn tiếp theo. Rồi ảnh lên Facebook, ảnh tìm hiểu thông tin về em. Rồi ảnh tìm hiểu kỹ về em lắm. Để mà từng bước thả thính em. Ảnh lên Facebook, ảnh tìm hiểu ghê lắm anh. Ảnh biết em không ăn thịt mỡ. Cái xong cái em có đăng cái status là cái người đàn ông sau này của em thì ăn thịt mỡ đi để dành thịt nạc cho em. Thế là ông lấy cái câu đó để ông tỏ tình với em là ông sẽ nguyện ăn thịt mỡ cho em để dành thịt nạc. Wow. Trời ơi, nhà nào bây giờ nhìn anh Lâm hơi phát tướng nha. Thực ra thì em thấy tất cả những người chồng mà lấy vợ về thì em thấy đều đăng ký à. À đúng đúng. Chỉ riêng anh Khoa giữ dáng để làm diễn viên thôi chứ. Không giữ đâu nhưng mà muốn lên lắm nhưng mà lên không có được. Cũng dành ăn thịt mỡ lắm chứ nhưng mà không có lên được. Không bù vậy vợ chồng mình ăn thì cũng mập quá anh ha. Đúng rồi. À, anh Phúc chẳng bù cho vợ chồng mình ăn gì cũng mập. À, một pha đá chéo anh Phúc à. À, nãy giờ anh đang rất là hồ hởi ha, để suy nghĩ và đoán ha. Nhưng mà bắt đầu vô vòng đầu và chuyển sang từ Phương chuyển sang Mai, xong cái giờ anh hơi rối rồi đó nha. Anh phải bình tĩnh, lúc nào cũng phải giữ một cái tâm sáng anh ạ. Bây giờ chúng ta cùng tới với cô vợ thứ ba đi. Rồi, mời Trúc nào. Dạ, thì kỷ niệm đầu tiên mà em gặp chồng là cũng là tụi em có cơ hội hợp tác với nhau ở một cái dự án. Em ấn tượng ở chồng em một chỗ là ảnh vừa gặp em cái anh khen trời ơi xem xinh quá, trời ơi xem xinh quá. Ảnh nói vậy ba lần luôn. Mà lần đầu là em đã cố tình không để ý rồi, nhưng mà ảnh cứ cố tình nói để cho em nghe. Mình cũng khoái khoái, xong rồi mình cũng đĩa lại cho mình xem coi cái mặt ảnh làm sao. Thế em thấy là ồ, tự ra anh cũng đẹp trai. Thấy chứ hồi xưa anh đẹp trai lắm. Ồ bây giờ vẫn đẹp mà. Dạ bây giờ là bớt rồi đó anh. Đúng rồi, bởi vì là cuộc sống hôn nhân nó bào nhan sắc của đàn ông ghê gớm lắm. Bây giờ là cái nét khác anh. Chứ em không có bào, mọi người nói em bào em buồn lắm, em không có bào nha. Gặp là khen 3 lần sinh liên tiếp. Rồi sau đó thì tiếp cận em như thế nào Trúc? Nhà em á thì ở quận 6, anh ở quận 3. Mà suốt ngày anh cứ sáng là dậy đưa em đi làm, chở em về, rồi tối hay đưa em đi chơi. Nói chung là ngày nào em với anh cũng gặp nhau trơn, trừ buổi tối khi ngủ thôi là không gặp thôi. Anh không có quá ngọt ngào đâu, nhưng mà anh hay hành động, hay đưa em đi chơi, em cần gì là anh luôn có mặt, cho nên là em cũng bị liên siêu từ đó. À, để cho anh có một cái gì phán đoán nó chắc hơn thì bây giờ hỏi anh Lâm đi. Anh Lâm ơi, cái kỷ niệm, cái ấn tượng đầu tiên khi mà gặp vợ mình là như thế nào anh Lâm? Nhất là về ngoại hình thì xinh đẹp rồi. Và cái thứ hai là cái năng lượng mà cô ấy phát ra, nó làm cho mình cảm thấy có một cái sức hút. Và mình từ đó là mình cứ để ý cô ấy hoài luôn.
Nói chung là cô ấy rất là năng động, rất là nhiệt tình và rất là quan tâm người khác. À, một người phụ nữ xinh đẹp, năng động, nhiệt tình, quan tâm thì đúng là trời ơi, đàn ông nào gặp phát là ấn tượng liền rồi. Rồi bây giờ thì anh Phúc, anh sẽ có hai câu hỏi. Anh thấy cái câu chuyện nào mà anh thấy cảm giác như là mình thấy nó chân thật hay là nó đúng với anh Lâm nhất? Tính cách mà năng động rồi vui vẻ, quan tâm người khác đó, thì hồi nãy giờ là anh thấy có Phương là trong đây là người lại năng động nhất à. Trúc thì lại đầm thắm hơn, Mai thì lại trầm tính, nó cũng rất là khó nha. Khi mà anh Lâm cua người yêu đó, quen xong đó thì cái tỏ tình và cái làm sao để cho cái người đối phương của mình đó biết được là mình quan tâm và mình yêu hay là mình muốn cưới lấy người đó làm vợ. Em chỉ nói những gì mà mình thật nhất, mình chia sẻ những gì mà thật nhất, cô ấy cũng có thể cảm nhận được những cái lời mình nói và cũng có thể là so sánh được cái những lời mình nói với lại cái cách sống của mình, cuộc sống của mình. Nói chung là khi mà em tỏ tình hay gì thì em dùng những lời thật nhất. Rồi, bây giờ anh Phúc, nãy giờ anh cũng hỏi thì hỏi rồi, anh cũng nghe những câu chuyện rồi, anh phân tích rồi. Bây giờ, trong đầu anh nghĩ Phương Mai Trúc, ai là anh thấy là khả năng là vợ thật của anh Lâm nhất? Câu chuyện chia sẻ thì dĩ nhiên là anh vẫn đoán là Phương, nhưng mà khi qua chia sẻ xong vòng 1 á, thì anh lại có thêm một cái cảm giác là Trúc à? Rồi vòng tiếp theo thì không biết rằng là Mai có tới Mai cũng thấy hợp lý hay không. Nhưng hiện tại thì anh Phúc đang phân vân giữa Phương và Trúc. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới với ngay vòng thứ hai của chương trình Gương Mặt Phu Thê. Vòng này có tên là Kỷ Niệm Khó Quên. Ở vòng này sẽ vẫn là những cái câu chuyện, những cái mà kỷ niệm đáng nhớ, nhưng đó sẽ là một cái kỷ niệm mà trong quãng thời gian yêu nhau hoặc là quãng thời gian mà hai vợ chồng chung sống với nhau. Bây giờ thì anh mời Phương. Dạ, cái kỷ niệm đợt đó mà em nhớ hoài luôn á là cái đợt hồi xưa, thiệt ra tụi em quen nhau cũng lâu rồi, cái thời ảnh còn ốm á, không có như bây giờ đâu mọi người. Tụi em lúc đó còn đi xe đạp nữa, tại nhà em mà tuốt ở trong Bình Hưng Hòa lận, cái ảnh đèo em về nhà xong rồi trễ giờ, ảnh mới đi về liền. Cái ảnh phóng nghiêng nguyên một khu nghĩa địa luôn á mọi người. Cái rồi bắt đầu ảnh đạp xong mà không được, đâu có đèn xe đâu, đi xe đạp mà. Cái xong rồi ảnh bị lọt xuống cái huyệt của người ta đã đào á anh. Trời ơi, đó là dạ. Chở bạn gái về mà chở bạn gái về nhà mà lọt xuống huyệt luôn đó, lọt xuống huyệt luôn đó. Dạ. Em nhắc lại tới giờ. Mà ảnh thì nói với em là không, anh không có sợ ma đâu, anh chỉ sợ ba thôi. Nhưng mà em nhìn cái mặt của ảnh, nhìn anh nhìn lên, nhìn là biết sợ ma, rất là uy tín luôn á. Lâm có sợ ma không anh Lâm? Rất sợ hả? Vậy mà hồi đó nói với em không có sợ, trời ơi, anh chỉ sợ ma không có nhầm nhầm với anh hết. Bữa đầu mà lọt vậy thì những bữa sau là có còn qua chở em về nữa không? Dạ vẫn còn, anh đi đường khác không đi đường đó nữa. Từ lúc đấy tới bây giờ chắc không đi qua con đường ấy luôn hả? Dạ không. Em nghe làm thắc mắc này, ở anh con trai mà giống như là con gái mới lớn với anh là trước 10 giờ tối là phải về nhà hả? Ra ba cũng khó mà, cho nên là vừa chiều người yêu của mình và phải vừa chiều ba để cho ba còn cho đi chơi chứ. Em đã nói là về sớm đi nhưng mà tại mê game quá không có chịu về, cứ chơi tí nên mới trễ đó anh. Cứ trở về là đi chơi net về hả? Tụi em này nào cũng hẹn hò trong biển net. Trời ơi, đúng là một cái kỷ niệm này đúng là đáng nhớ thật, một kỷ niệm đúng là có 102. Thôi bây giờ chúng ta cùng tới với cô vợ thứ hai đi, không biết câu chuyện này là lọt cái gì nữa đây. Cái câu chuyện đáng nhớ của em chắc là em nhớ hoài cái bữa mà ổng tỏ tình với em mà để mà hai đứa quen nhau á. Lúc đó thì cũng mới làm đạo diễn nên cũng còn khó khăn. Thế là ổng tỏ tình với em bằng một bịch bánh tráng trộn, một cây bông hồng và một bịch nến. Nhưng mà tại vì lúc đó khó khăn nên là còn sinh viên nên là không có tiền. Thế là ổng mua nến nhưng mà không có tiền để mua hộp quẹt, không có tiền để mua nước suối luôn. Thế là tới chỗ phòng trọ của em, hay là gọi điện cho em nói em ơi anh khát nước quá nên là em phải mang một ly nước ra chợ uống. Em nghĩ ra chắc sẽ gặp sẽ lãng mạn lắm, nhưng mà thấy che bình đến là nói nhưng mà hết tiền, không có tiền mua hộp quẹt để đốt, thế là chỉ có một bịch bánh tráng trộn và một cây bông hồng thôi. Trời ơi, là màn tỏ tình lắm,
nó thiếu lửa như vậy hả? Dạ đúng rồi. Tới đây học nhưng mà rớt nhưng mà hết tiền mua lại. Đó, bởi vậy mọi người cứ nói là làm nghệ thuật sung sướng, giàu có nhưng không có đâu mọi người ơi. Khó khăn lắm. Sau cái cuộc tỏ tình đó là em cũng đồng ý đúng không Mai? Tại vì em đồng ý về sự chân thành của ảnh nên em đồng cảm thôi, chứ còn cái người, cái hình mẫu lý tưởng quen là nó khác xa hoàn toàn với ảnh. Nói chung là tới câu chuyện thứ hai rồi mà cảm giác nó khó tin thế nào anh Phúc ạ? À? Nếu như mà chương trình, luật của chương trình mà không nói là bắt buộc những câu chuyện đây là phải nói đúng ấy, thì bây giờ em không có tin luôn á. Nhiều câu chuyện ly kỳ quá, không thể nào mình đoán được, không thể nào nghĩ được. Rồi bây giờ thì tới với Trúc đi. Trúc ơi, cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của hai vợ chồng là gì với em? Chồng em một vị đạo diễn nhưng mà rất là hay bị em lừa. Là cái lần đó là em với lại anh Lâm là mới quen nhau, cũng là đang tìm hiểu nhau thôi. Thì em cái tính em thấy chứ em rất là hay ghẹo chọc người khác. Cái em mới ghẹo ảnh, em nói là anh nhớ tìm hiểu em kỹ nha. Chứ em là người chuyển giới á, em là người chuyển giới á. Thì theo tâm lý của một theo tâm lý của một người bình thường, một người đàn ông trưởng thành, thì người ta sẽ nghĩ và nói ngay là người ta: ủa em ơi, em nhìn vậy mà sao em là chuyển giới được, họ nhìn em thôi, em đừng có xạo với anh này kia. Nhưng không, chồng em thiệt hả em? Thiệt hả? Không. Em nói thiệt đúng không? Ảnh cứ vậy xong cái em phải làm tới, cái em diễn tới luôn. Xong ảnh tin, ảnh tin đến nỗi mà cái khoảng thời gian đầu mà yêu nhau á là ảnh không dám đụng như người em luôn. Trời ơi. Anh không giống đụng như người em luôn, là lúc đó ảnh đấu tranh tâm lý dữ lắm. Cảm giác như anh Lâm là một người ngây thơ quá ha. Kiểu mọi thứ nó rất là chân thành, chân thật. Bao nhiêu lâu thì anh Lâm mới bắt đầu chạm vào người em vậy Trúc? Không có bao lâu đâu anh, chắc cũng tháng, tầm một tháng là ảnh cũng có tiến tới chút xíu. Nhưng mà nhìn cái mặt ảnh lúc đó ghê. Không thể tin được. Lâm ơi, lúc đó có còn cái cảm giác là nghĩ đây là người chuyển giới không? Kiểu ngại ngại á Phúc. Tới giờ anh phải đoán rồi anh Phúc ơi. Từ đầu anh đoán vòng 1 thì anh lại đoán là Phương. Sau vòng 1 thì anh đoán là thêm Trúc. Xong rồi thêm vòng 2 nữa anh lại đoán thêm là Mai. Nhưng mà giữa Trúc và Mai thì anh thấy ai là khả năng là vợ thật của anh Lâm nhất anh Phúc? Lần này thì cứ đoán đi anh, lúc này chưa bị phạt đâu. Tới vòng cuối mới bị phạt. Phần trăm nghiêng về ai hơn anh? Nếu mà phần trăm á, phần trăm thì nghiêng về Mai. À, cái người mà người vợ mà lúc đầu từ đầu giờ là anh không nghĩ là không nghĩ là vợ. Thì bây giờ anh lại nghiêng. Rồi nhưng mà đó cũng là cái phán đoán của anh Phúc sau cái vòng kỷ niệm khó quên này. Không biết rằng quý vị khán giả tới vòng này rồi thì đoán ai, nghĩ ai là vợ của anh Lâm. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới với vòng 3 để cho quý vị khán giả cũng như là anh Phúc có thêm cơ sở, có thêm sự chắc chắn hơn để phán đoán. Vòng này có tên là câu chuyện hôn nhân. Nãy giờ là ba cô vợ nói nhiều rồi. Bây giờ là cho em xin phép được mời anh Lâm, một người chồng mà nãy giờ em thấy là cảm giác như là hơi e thẹn. Và những cái cô vợ rất là xinh đẹp của anh ấy thì có những tật xấu như thế nào? Em mời anh Lâm, em háo hức nghe quá. Tật xấu của vợ thì đầu tiên mà liệt kê nhất là hay cằn nhằn. À đúng rồi, em dẫn 6 số thì hay thường thường 5 số là đều nói là thường thường là những người vợ là hay cằn nhằn, nói nhiều. Nhưng mà cằn nhằn theo kiểu nào anh? Chứ mà thấy không vừa mắt là cứ cằn nhằn cho từ sáng cho tới chiều. Hoặc là mình làm cái việc gì đó là cứ cằn nhằn. Thấy không vừa ý là cằn nhằn. Chơi game chút xíu cũng cằn nhằn. Cũng cằn nhằn, đi làm về trễ cũng cằn nhằn. Cằn nhằn nhất là vụ chơi game. Cái thứ hai là cái ghen, hay ghen. Thấy mình khoát tay với lại một bạn nhật của đó là bắt đầu là trời ơi ghen lên. Cái lần mà ghen mà gọi là nổi đình nổi đám và gọi là lần ghen mà lớn nhất là lần nào anh có nhớ không? Lần khoát tay với lại chị, kiểu chị đồng nghiệp thôi. Kiểu như khoát tay hỏi bà khỏe không? Khoát tay với lại một người chị thôi mà đã là lần ghen lớn nhất rồi anh. Ôi dồi ôi, anh cứ nhìn vào mặt em và anh Phúc, anh nói không cần phải liếc nhìn ba cô vợ hết. Vòng này là vòng thẳng thắn anh, có gì cứ chia sẻ thật, không phải toát mồ hôi như thế. Mình có thể chỉnh máy lạnh cho nó mát hơn để đỡ toát mồ hôi. Cứ mạnh dạn anh ạ, vòng này là mình được quyền nói mà. Anh Phúc, chị nhà có hay ghen không anh? Rất là ghen luôn, nhưng mà rất là biết chuyện. Vợ em cũng ghen anh ạ, sao nữ nào bây giờ hay ghen. Nhưng mà ngoài ghen ra còn gì nữa anh Lâm?
có tật xấu là ngủ ngáy á, nhưng mà không bao giờ nào mà nhận hết trơn, chỉ có khi nào mà quay clip là mới là ngủ ngủ ngáy mà không nhận hả? Đúng rồi, trong lúc ngủ có biết mình ngáy đâu. Dạ. Ngủ ngáy ha, hay cằn nhằn nè, rồi hay ghen. Anh có cảm giác giống như cái ngày hôm nay là cái ngày mà để cho Lâm được gọi là trải lòng mình đó, trải lòng mình gọi là thổ lộ ra hết luôn để cho giờ. Em mà kể nhiều quá là ngày hôm nay xong chương trình là chết em á, cho nên là anh nghĩ là đủ rồi. Ok. Còn bây giờ tới lượt Phương đây, Phương ơi. Dạ. Lâm có sơ sơ những tật xấu gì em? Dạ rất là mê game luôn á anh. Em không hiểu luôn á, lẽ là một người đạo diễn là mình phải tập trung vào chuyên môn, không biết sao anh chị anh mê game lắm. Anh xong công việc buổi sáng mà anh về buổi tối bắt đầu anh chơi game, anh chơi game đến gần sáng luôn anh, bắt đầu anh ngủ trễ rồi anh thức dậy muộn, hỏi sao em không cằn nhằn. Ra là chơi game mà chỉ để tại mình làm mệt mà đó, mình tập trung cho việc sáng tạo, cho nên là anh làm mệt là anh phải cũng phải ngủ sớm chứ. Mình cũng phải chơi game để mình xả stress rồi để mình thư giãn một chút xíu. Thôi bây giờ cho anh hỏi anh hỏi Mai đi. Nếu mà người chồng của em, người yêu của em mà thích chơi game mà chơi game như vậy suốt đó, thì cảm giác em sao Mai? Mỗi lần mà anh chơi game là em hay wow lắm anh. Tại vì ông chơi là tập trung quá mức đến nỗi thế giới này chỉ có một mình ổng với cái trò game đó thôi á. Và có lần mà ổng chơi game tới 3-4 giờ sáng mà em thì lại khó ngủ. Em đứng dậy tắt cầu dao. Tắt cầu dao luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi thế Phương ơi, ngoài cái chơi game ra thì anh Lâm còn tật xấu gì nữa không Phương? Anh nói anh đi công việc, anh đi cà phê là anh đi không biết đường về, không biết là có vợ con nhà đợi luôn á anh. Em không hiểu. Đôi khi mình đi cái mình nói chuyện với lại khách, hay là nói chuyện với lại diễn viên, hay là nói chuyện với một team ekip thì mình hay kiểu như mình hay bàn á, mình hay bàn đúng rồi. Quay đó mình say mê, vợ gọi thì mình cứ nói là mình đang bận công việc thôi, mà thật sự là bận công việc thiệt. Trời ơi, anh Lâm nói vậy là đúng Phương ơi. Nhưng mà ảnh vậy hoài luôn á anh, ảnh vậy hoài luôn á. Đấy là Phương, bây giờ tới Mai này, hồi nãy là ngoài cái chơi game ra thì anh Lâm còn cái tật xấu gì nữa không Mai? Anh Lâm rất là lười, làm biếng. Hay quên, nhưng luôn chống đối mình bằng cái kiểu là để đó đi, để chút xí anh làm, chút xí nữa thôi anh chơi xong cái này là anh sẽ đi làm ngay. Cuối cùng là không làm, là quên luôn. Đồ đạc về thì cái sọt ngay bên cạnh đồ đó, cái sọt bỏ đồ dơ ngay bên cạnh luôn, nhưng mà vẫn không bỏ, vẫn phải bỏ ra ngoài, cả đợi tới khi em nhắc xong mới cầm bỏ vô. Trong khi cái chỗ khoảng cách nó rất gần, bỏ vô chút xí mà đỡ vợ phải nhắc, không làm đâu. Chúc ơi, nãy giờ anh thấy em cứ bén lén cười thế nào ấy, là không biết là chồng mình có tật xấu gì em. Hồi nãy em thấy anh kể tật xấu của em nhiều quá, em không ngờ anh kể tật xấu của em nhiều tới như vậy luôn á. Tật xấu của chồng em là cũng là một phần chơi game, nhưng mà anh hay chơi cái giờ kỳ lắm anh. Tới cái giờ gần cơm là anh lại chơi game. Xong cái em dọn cơm nước lên hết, đồ ăn nóng hổi trang trí đẹp đẽ lên. Đợi xíu đi em, anh bận chơi cái gián này rồi. Em ngồi em đợi mà cơm canh nó nguội lạnh luôn, anh mới xong cái gián. Với là anh cũng ngáy nữa anh. Anh cũng ngáy rất là to, anh ngáy to kinh khủng luôn. Em nhiều khi em cũng không ngủ được. Nãy anh nói là hả, vợ em ngáy to quá, em nghe em cũng tức lắm chứ bộ. Tại vì em nói là em không ngáy, em không bao giờ ngáy. Cho nên là mỗi lần mà em ngáy là anh sẽ quay phim lại. Được rồi, hiểu câu chuyện tại đây rồi. Nói chung là hai vợ chồng không ai ngáy hết, đấy là ông hàng xóm, đấy là nhà hàng xóm ngáy là mình nghe thôi. Hai vợ chồng thật ngủ rất là ngoan luôn. Trước khi tới với vòng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì bây giờ anh là phần trăm lớn nhất, là anh đang nghiêng về ai? Tới vòng này ha thì anh lại lại nữa hả? Anh lại suy đoán chọn ra hai người, đó là Trúc với lại Phương. Cũng cùng với lại suy nghĩ của em luôn. Nhưng mà ai biết đâu, người ta đang là đạo diễn mà, người ta diễn quá hay sao. Nhưng đúng, nhưng biết đâu Mai mới là vợ thật thì sao, hai người kia chỉ là diễn thôi thì sao. Một sự sắp xếp của một anh đạo diễn. Thế thôi thì bây giờ chúng ta cùng tới mấy vòng cuối cùng để cho có cái quyết định chắc chắn hơn. Không biết rằng anh Phúc ngày hôm nay có phá bỏ lời nguyền hay không. Vòng này có tên là kiểm chứng. Sau đây sẽ là những bức ảnh rất là tuyệt vời, rất là chân thật của chương trình. Đây là những bức ảnh của anh Lâm với các cô vợ của chúng ta. Rồi, xin mời bức ảnh đầu tiên anh Phúc phân tích nha, nhìn kỹ nha, xem có cái nét phu thê hay là gì đây không nha. Ôi rồi ôi. Ủa, đây là hình gì? Hình đám cưới đó hả? Hình đám cưới đó anh, hình đám cưới đấy. Sao giống hình ghép quá vậy? Anh giống thấy hình ghép, giống hình ghép không vậy? Anh, chương trình này chương trình hình thật mà. Ủa, đây, đây ai, cái này ai? Đây. Cái này là Mai hả? Mai.
ghép, hình là... ghép mà, anh ghép mà. Không, hình thật, đây là hình thật anh Phúc ơi. Ê, đừng có giỡn nha, phải thật nha, còn không không thật là anh không chịu đâu á. Thật sự là ghép anh Phúc ơi, không một bức ảnh nào trong chương trình này thật hết á. Nói chung là phải ghép lại với nhau thì nó mới tạo ra một cái sự gọi là khó. Chứ bây giờ mà lấy một bức ảnh thật của anh Lâm với một người vợ thật thì anh em mình nhìn cái biết liền. Đây là Trúc đúng không? Đây là Trúc, còn rồi đấy là Mai, còn đầu tiên là Phương anh. Thôi nhìn hình lại choáng nữa, nhìn hình lại không thể nào. Vậy thì bây giờ cùng tới với lại cái vòng kiểm chứng rất là quan trọng. Vòng này anh Phúc đẩy kỹ càng nha, đó là kiểm chứng bằng cảm xúc. Em mời anh Lâm. Qua chương trình này thì em cũng muốn là được cầu hôn lại. Wow, rất là hay luôn. Để tiếp bước một cái chặng đường mới của hai vợ chồng, để chinh phục cái 5 năm nữa, nó là 10 năm, là em có chuẩn bị một cái món quà. Wow, hay quá. Em muốn nói với vợ là cuộc hôn nhân nào thì nó cũng trải qua 5 cái bước, đó là chăn mật, vỡ mộng, thay đổi, chấp nhận nhau và sống chung cả đời. Thì em với vợ em hiện tại bây giờ đang ở một cái đó là thay đổi và chuẩn bị bước sang đó là chấp nhận nhau. Về tính cách, về thói quen, về của hai đứa thì nó cũng hơi khá là có nhiều cái thì nó giống nhau mà có nhiều cái thì nó hơi khác nhau. Em chỉ muốn nói là cảm ơn vợ đã theo chồng, đã bỏ qua những cái sở thích của mình, cái thời gian của mình, công sức của mình, thanh xuân của mình để theo anh. Nhưng mà anh có được ngày hôm nay là tất cả là nhờ em. Anh cảm ơn em rất nhiều. Nhẫn đâu? Bây giờ em đeo thì em phải đi qua cái chỗ của vợ em, đúng không? Đúng. Nhưng mà từ từ đã. Rồi, là tới đấy rồi đúng không? Rất là cảm xúc luôn. Và không biết là anh Phúc thấy thế nào. Nhưng mà em thấy nó nghẹn ngào làm sao á. Anh cũng khá là may mắn khi mà hôm nay sẽ chứng kiến được một cảnh cầu hôn rất là lạ, cũng rất là đặc biệt. Nãy giờ nhìn trên gương mặt của ba cô gái thì thật sự là rất là khó đoán. Gương mặt nào cũng đang xúc động á. Đang giống như cảm thấy được một cái sự chân thành của chồng mình. Họ vui trong lòng đó, thấy họ vui trong lòng. Anh vẫn thấy là hai người mà anh đoán là anh nghĩ là Phương hoặc là Trúc trong hai người đã là vợ của Lâm. Vâng, thế bây giờ là tới vòng cuối cùng rồi, anh sẽ phải ra cái quyết định, cái phán đoán của anh. Anh có cái giác quan là sẽ thiên về biết là về ngoại hình thì xinh đẹp rồi. Không, anh không có sợ ma đâu, anh chỉ sợ ba thôi. Nhưng mà em nhìn cái mặt của anh, anh nhìn lên nhìn là biết sợ ma, rất là uy tín luôn á. Em đồng ý về sự chân thành của anh á, em đồng cảm thôi, chứ còn cái người, cái hình mẫu lý tưởng của em là nó khác xa hoàn toàn với anh. Em mới ghẹo ảnh, em nói là anh nhớ tìm hiểu em kỹ nha. Chứ em là người chuyển giới á. Khoảng thời gian đầu mà yêu nhau á là anh không dám đụng như người em luôn. Trời ơi. Thiên về Trúc nhiều hơn. Vâng, nãy giờ thì anh Lâm cũng đã có cái màn cầu hôn, có rất là nhiều cảm xúc rồi. Và bây giờ anh ấy sẽ mang chiếc nhẫn của mình tới với người vợ, sẽ thật tuyệt vời nếu như anh Phúc đoán đúng. Nhưng nếu có đoán sai nữa thì em nghĩ cũng vẫn là tuyệt vời luôn. Bởi vì là không, em nói thật luôn, hôm nay là một màn cảm xúc, kiểm chứng cảm xúc rất đặc biệt luôn. Và bây giờ thì em cũng không muốn nói nhiều nữa. Em rất là mong muốn là anh Lâm bây giờ sẽ rời khỏi khung hình của mình, tới với người vợ của mình, trao chiếc nhẫn cho người vợ của mình đi nào. Hồi hộp quá, mỗi lần tới cái vòng này hồi hộp lắm, không biết là anh Phúc hôm nay có phá bỏ lời nguyền hay không. Trúc bây giờ đang chỉnh tóc để chuẩn bị nhẫn này. Chị Mai bây giờ cũng rất là, Mai bây giờ cũng đang chỉnh tóc tai lại này. Rồi Phương này rất là cười tươi luôn, đang kiểu như là ngóng chồng mình đây. Bây giờ mà bước vào khung hình của Mai là chắc luôn thể anh Phúc. Đúng quá, hồi hộp quá. Đâu rồi, Lâm ơi. Wow.
bạn cưới nhau tới giờ thì anh Lâm chưa cầu hôn em lần nào hết. Ủa vậy hả? Dạ. Và ngày hôm nay rất là đặc biệt, cảm ơn Phương. Lần đầu tiên mà quen vợ em là em đã đưa cái thẻ ngân hàng cho vợ em cầm luôn rồi, cho nên là ngày hôm nay cũng cảm ơn Phương là cho em mượn tiền để em mua nhẫn. Trời đất ơi. Dễ thương quá. Bây giờ anh muốn hỏi cảm xúc ngay của Mai trong lúc này, cảm xúc của em như thế nào, anh rất là muốn biết luôn đấy Mai ơi. Hồi lúc nãy lúc mà anh nói là anh sẽ cầu hôn lại là em đã rưng rưng rồi. Tại nhưng mà em cố gắng em giấu chứ không anh Phúc sẽ biết ngay. Đúng rồi. Thực ra là suốt 5 năm em rất là mong chờ anh sẽ cầu hôn em, mà em không biết là khi nào thôi. Thực ra là hôm nay cũng em rất là xúc động vì được anh cầu hôn lại. Ngày hôm nay thì là một số vô cùng đặc biệt luôn, cảm xúc rất là nhiều. Nó đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hôm nay cũng cảm ơn Phương rất là nhiều, cảm ơn Trúc rất là nhiều. Bây giờ thì Phương và Trúc có thể giới thiệu thêm về mình được không? Gửi lên nhắn tới chồng mình. Em chỉ muốn ảnh mất hàng nhàn em thôi. Còn Trúc ơi? Dạ em chỉ muốn đơn giản là chồng có coi số này thì chồng cũng đừng có giận hay ghen. Tại vì trước khi mà quay á thì chồng em nói là tự nhiên vợ mình thành vợ người khác. Nên là chồng em chơi với lại anh Lâm nên không có gì để nhắn nhủ em ví dụ này. Và Khoa cũng như tất cả quý vị khán giả xin chúc tất cả những cặp vợ chồng ở đây luôn thật là hạnh phúc, ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Gương Mặt Phu Thê vào lúc 21:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh MCV Media. Còn bây giờ thì tất cả gia đình tụi em xin phép được chào và hẹn gặp lại ạ.